Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 16 bị cáo về hành vi tham ô tài sản, cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khiến Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Vinafood 2 thiệt hại hơn 132 tỷ đồng. Tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ án Vinafood 2, theo luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tâm, nguyên giám đốc công ty lương thực Trà Vinh, việc VKS truy tố bị cáo Tâm về tội tham ô tài sản khi có hành vi cùng đồng phạm hợp thức khoản tiền mua, bán hai căn nhà ở TP Trà Vinh của Vinafood 2 chuyển thành tài sản cá nhân, chiếm đoạt 5,15 tỷ đồng là không có cơ sở. Theo luật sư, hai căn nhà này là của Vinafood 2 giao cho công ty lương thực Trà Vinh quản lý, sử dụng. Khi được sự chấp thuận của Vinafood 2 thì công ty lương thực Trà Vinh mới bán đấu giá hai căn nhà này. Theo luật sư, việc công ty lương thực Trà Vinh liên tục thua lỗ có thể dẫn đến giải thể phá sản đã gây áp lực cho bị cáo Tâm. Vì áp lực trên, nên bị cáo Tâm đã tìm cách xin Vinafood 2 bán hai căn nhà trên để xử lý lợi nhuận có lãi và duy trì hoạt động của công ty. Bị cáo Tâm không có ý chiếm đoạt tiền của công ty, mà chỉ muốn giúp cho công ty duy trì hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho tất cả nhân viên trong công ty. Do đó là đề nghị hợp lý, nên Vinafood 2 mới đồng ý cho công ty lương thực Trà Vinh bán đấu giá hai căn nhà này. Luật sư của bị cáo Tâm nói, khi được cho phép bán đấu giá, bị cáo Tâm đã làm đúng các thủ tục nhưng đến khi công bố đấu giá thì lại gặp trở ngại vì không có người tham gia đấu giá. Chính vì vậy, bị cáo Tâm mới vận động Võ Văn Sen và bà Châu Thị Thúy Hằng, vợ giám đốc cũ tham gia đấu giá. Luật sư cho rằng bị cáo Tâm không vận động hai người này tham gia đấu giá để đứng tên dùm như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, sau khi đấu giá xong, hai người này lại không mua nhà, không đưa tiền. Bị cáo Tâm lấy kết quả đấu giá hạch toán, xử lý lợi nhuận ở Vinafood 2, sau đó, bị cáo Tâm đã phải lấy tiền của gia đình mình để xử lý số tiền mua hai căn nhà này, chuyển vào tài khoản công ty hơn 5 tỷ đồng. Việc này, có giấy tờ của ngân hàng chứng minh, phía luật sư của bị cáo Tâm cũng cho rằng VKS truy tố bị cáo Tâm về tội tham ô tài sản là không có cơ sở vì, hiện nay, hai căn nhà này vẫn dưới sự quản lý của công ty lương thực Trà Vinh. Hai người chung đấu giá mặc dù đứng tên của hai căn nhà, nhưng chưa có khiếu nại gì về việc này. Hai căn nhà cũng không hề đứng tên của bị cáo Tâm, tranh luận tại phiên tòa, đối với các bị cáo còn lại là đồng phạm với bị cáo Tâm, các luật sư bào chữa cho rằng không có đủ cơ sở chứng minh các bị cáo phạm tội tham ô tài sản, vì các bị cáo là cấp dưới, nghe theo sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, các luật sư đều đồng tình với VKS nhưng đề nghị xem xét lại mức độ gây thiệt hại của từng bị cáo. Trước đó, chiều 25 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Trần Văn Tâm bị đề nghị 30 năm tù về hai tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 11 bị cáo với vai trò đồng phạm bị đề nghị từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 24 năm về các tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị cáo nguyên lãnh đạo cán bộ Vinafood 2 bị đề nghị mức án từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.